Xin chào mọi người nhá. Mình đang bắt đầu một cái hành trình đi tìm lan của ngày hôm nay. Vừa đi theo ở bên này là một cái con đường mòn mà mình đi từ dưới cái thung lũng đó lên trên này. Khá mệt các bạn ạ. Đi từ ngoài đường vào trong cái thung lũng đấy là toàn đi đường đá thôi, toàn đường có đường xe máy đi nhưng mà toàn là đường đá, mà đi khéo thì mới đi được. Bỏ cào mãi mới vào được trong cái thung lũng này, rồi mình tìm được cái con đường mòn đi sâu vào trong cái khe núi này các bạn này. Mình vào trong này rồi mình sẽ vòng lên cái ngọn núi ở phía trước mặt mình đang nhìn đây. Ở đây có một cái ngọn núi mà có cái dãy kéo dài và nhiều cây gỗ to lắm, nhưng mà không biết là có lan không. Thì hôm nay mình sẽ lên trên này khám phá những cái loài hoa lan rừng. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Rất may là mình tìm được một cái lối mòn các bạn ạ. Ở đây nó cũng rậm rậm nhưng mà còn đi được. Chắc là thỉnh thoảng vẫn có người dân họ đi lại qua đây. Thì mình đi theo cái lối này đi vào sâu trong khe núi các bạn ạ. Rồi mình mới leo lên. Đi từ đầu bên trong đi ra. Ở đây có rất là nhiều những cái đóa hoa rừng các bạn ơi. Đây ở đây người ta trồng cây quýt này các bạn ơi. Trong những cái khe núi này. Tít trong những cái khe núi âm u. Cây quýt thì nó chỉ phù hợp với những cái khu vực như vậy thôi. Không biết cái con đường mòn này thì sẽ dẫn đến đâu. Có vẻ là rất rộng các bạn ạ. Đây rồi, một bông hoa. Các bạn ơi, hoa lan của những cái hành trình mùa thu. Đây chính là cái chùm hoa lan hạc đỉnh trắng tinh khôi các bạn ạ. Hoặc ở trong bên dưới cái khe đá ẩm thấp này, nó tàn, đây nó nở hoa lâu lắm rồi nhá các bạn nhé. Trước mình có gặp cái cây mà hoa của nó thuộc cái dạng hoa trắng tinh ấy. Thì mình đã làm video từ cái thời điểm đấy là hoa nó đang rộ rồi mà một số bông tàn rồi đấy. Và đến bây giờ này các bạn này, nó nở dần dần từ bên dưới này đến đây. Đây là cái bông cuối cùng. Chuẩn bị là hết mùa của cái loài này. Bây giờ là đang bơ vơ ở giữa rừng rồi. Lát nữa mình sẽ lên trên này các bạn này. Đấy, trên này có một cái ngọn núi cao lắm. Ở xa nhìn thấy nó cao và nó chạy dài lắm. Thì mình sẽ đi vào trong này xong rồi mình mới vòng lên. Mình vòng lên rồi lát nữa mình đi dọc trên đỉnh núi là mình quay ra ngoài là mình lại xuống cái lân đấy luôn. Đường núi gập ghềnh các bạn ơi. May là có người thỉnh thoảng họ đi lại, không biết là họ vào đây làm gì. Cho nên là mới có cái lối này để đi thôi. Nếu như không có cái lối mòn này thì bắt buộc mình sẽ phải đi lên núi ngay từ đầu. Phải lên trên cao thì mới đi được. Còn bên dưới thì bắt buộc là phải dựa vào những cái lối mòn như thế này. Không là nó sẽ rất là rộng các bạn ạ. Đi dần lên trên núi rồi, không biết là có đường vòng sang nữa không các bạn ơi. Ở đây là cái không gian trên núi này các bạn này. Mình vừa leo lên đến lưng chừng núi các bạn nhé. Nói chung là đây là rừng già mà. Ở trong này có nhiều cây gỗ lắm. Đấy, vào sâu ở trong rừng thì mới có thôi. Còn ngoài những cái khu vực gần đường quốc lộ hoặc là gần khu dân cư thì không có đâu các bạn ạ. Ngoài đó thì toàn núi chọc lốc thôi. Mình đi vào trong này cũng rất là xa rồi. Đi xe máy khoảng 3 phút mới vào được đến trong cái thung lũng này và đi bộ vào trong cái khe núi này các bạn này. Nãy mình đi dọc cái khe núi này, có cái khe núi nó đi mãi vào trong nên không biết đi đến đâu. Thì mình đã tạt lên trên núi này. Đây là một cái không gian mà rất là nhiều cây cối. Và bắt đầu cái chỗ này thì đến cái khu vực có cây bụi rồi này các bạn này. Những cái địa hình nửa trên của tất cả những cái ngọn núi đá vôi ấy, thì đều có cái loài cây bụi này. Và cũng từ khi là xuất hiện những cái cây bụi này thì lên trên thì tỷ lệ gặp những cái loài lan rừng nó sẽ cao hơn các bạn ạ. Đấy, những cái cây lan thì nó cũng ưa thích cái độ cao như vậy. Thì bây giờ mình sẽ dọc theo cái hướng này lên các bạn nhé. Các bạn ạ, nói có thể mọi người sẽ không tin nhưng mà sự thật là cả một cái dãy núi như thế này này các bạn này. Cả một cái dãy núi như thế này không có một cái cây lan nào đâu. Chỉ trừ cái loại thanh đạm và lan lọng ra thì ngoài ra không có một cái loài lan gì cả. Đó, mình đi hết cả cái dãy này luôn. Bây giờ đang ngồi trên cái sườn của đỉnh núi này các bạn này. Gió thổi kinh khủng luôn.
đứng ở trên đỉnh núi, gió nó thổi cảm giác muốn bay người luôn các bạn ạ. Cả một cái dãy núi như vậy mà không có cây lan nào luôn. Ngồi nghỉ ở đây để lát nữa tiếp tục những cái chặng đường khác các bạn ạ. Những cái hành trình đi xuyên qua những cái dãy núi khác ở xung quanh này. Đi ở từ trên đỉnh đi thì nó sẽ nhanh hơn là so với là đi từ bên dưới thấp đi lên thì sẽ rất là mất công các bạn. Đã leo lên đến đỉnh núi thì sẽ cố gắng đi thêm những cái ngọn núi khác. Hy vọng là sẽ có những cái loài lan, những cái gặp gỡ để chia sẻ cho mọi người theo dõi. Vừa rời cái đỉnh núi khô khan đó, đi qua một cái ngọn núi thấp hơn các bạn. Đây là ngọn núi thấp hơn. Ngọn núi này thì nó lọt giữa hai cái ngọn núi cao. Một ngọn mình vừa đi qua rồi và một ngọn thì ở phía trước này, lát nữa mình sẽ đi qua. Phần khu vực này là cái đỉnh núi thấp, nó nằm ở giữa. Khả năng là do nó thấp, nó tụt hơn so với hai cái ngọn núi cao kia cho nên là ở đây hiệu nó ẩm mát hơn các bạn ạ. Xung quanh có nhiều cây gỗ to và cũng có nhiều những cái loài lan rừng, nhất là lan thanh đạm. Loài lan thanh đạm này và lan lọng thì khá là phổ biến ở cái đỉnh núi này các bạn ạ. Trên những cái ngọn cây thì cũng có lan. Như cái cây này lan vanda này các bạn. Cây này là không nhầm là vanda hương chanh các bạn nhé. Còn trên những cái ngọn cây thì có những cái bụi to hơn nhưng mà nó ở tít trên cao ấy, mình cũng không tiện quay cho các bạn xem. Bây giờ mình cứ dọc theo cái sống núi này, đi lên cái đỉnh núi cao hơn ở phía trước này thôi các bạn ạ. Khu vực này thì chỉ có toàn thanh đạm là thanh đạm thôi. Cái khu vực này thì nó khá là thoáng, không rậm rạp như cái đỉnh mình vừa mới đi qua. Rất nhiều cây gỗ to, cảm giác ở khu vực này mới thấy giống rừng già một chút các bạn ạ. Còn nếu mà đi lên trên đỉnh núi chọc ấy, nó khô lắm. Với lại trên đỉnh núi ấy thì không có cây gỗ to. Chưa có cái loại gì hơn là những cái cây thanh đạm này. Nói chung là nó mọc đầy cả cái khu vực này luôn. Cứ tí tí lại có một đám như thế này này các bạn này. Loại thanh đạm này thì hoa nó nhỏ thôi. Hoa nó có màu hồng mà nó nhỏ thôi các bạn nhé. Đó, trên đấy á, mình thấy có cái, không nhầm là cái bụi lan cáo các bạn, ở trên cái ngọn cây kìa. Trên cái ngọn cây rất là cao. Nó, các bạn chỉ có thể quan sát được sơ sơ thôi. Đấy, cái rễ ở đấy các bạn nhé. Nhưng mà tít trên cành cây, cái cây này thì rất là cao luôn. Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa vậy thôi. Bây giờ mình cứ dọc theo cái sống này để sang bên kia các bạn nhé. Xem tiếp tục cái đoạn đường lên cái ngọn núi bên cạnh này còn có cái gì hay ho nữa không. Tiếp tục làm những cái đoạn video để cho các bạn theo dõi. Ở bên dưới này đi lệch lệch khỏi cái khe núi một tí các bạn ạ. Xuống dưới này thì thấy có vài ít cái loại lan long nhãn rồi. Nói chung là có hy vọng là có lan một tí các bạn ạ. Xong thì như cái dãy núi ấy, nãy mình vừa đi qua thì chả có cái loại gì luôn. Cả thanh đạm không có, thấy sợ luôn. Núi ấy lại là núi cao nhưng bạn ạ, không biết hiểu kiểu gì là nó. Khả năng là do điều kiện nó khô quá cho nên là không có cái loài lan nào nó phù hợp được. Toàn là cây bụi. Đấy, ở đây thì nó ẩm thấp hơn và râm hơn bởi vì có nhiều cây gỗ to. Mình thấy có rất là nhiều rễ lan ở trên những cái thân cây, chắc là rễ lan vanda các bạn. Dọc sang bên này thì khả năng là sẽ có tỷ lệ gặp những cái loài lan rừng sẽ cao hơn đấy các bạn ạ. Mất một buổi sáng rồi. Mất một buổi sáng đi trên cái ngọn núi khô cằn đấy, không có gặp gỡ cái loài lan gì để quay cho các bạn. Hy vọng sang bên này sẽ có nhiều hơn. Ở đây thì mình thấy có những cái đám lan lọng rồi. Rất là nhiều cây to nhưng mà phải vượt nếu mà muốn đạt được cái độ cao nhiều cao hơn để có những cái loài lan đẹp hơn ấy thì bắt buộc là phải lên cái ngọn núi bên cạnh này các bạn này. Bên này sẽ có một cái ngọn núi cao hơn và hy vọng là sẽ có nhiều điều bất ngờ gặp gỡ ở trên đấy các bạn nhé. Mình có gặp một cái bụi lan vanda mà chắc là ngày trước nó rơi ở trên những cái dây leo xuống các bạn ạ, những cái ngọn cây xuống.
cái bụi lavanda này các bạn này. Bây giờ thì nó rơi xuống đây nó cũng bám được vào một cái đống dây leo với một gốc cây khô ở đây, rất là tốt luôn. Có một thân mẹ thôi các bạn ạ, đây này, cho các bạn xem là chỉ duy nhất một thân mẹ, nhưng mà những đây là những cây con của nó nhé, còn cái thân mẹ của nó dài lắm. Thân mẹ của nó nếu mà đo từ gốc thì chắc nó phải đạt đến độ khoảng 1,5 m cơ. Đấy, đây là cái ngọn của thân mẹ này. Đây không nhầm là cái giống vanda hương chanh, tại vì mình thấy lá nó nhỏ nhỏ. Hương chanh và vanda nâu ở chỗ mình thật sự mà nói thì nhìn nó rất là giống nhau các bạn. Dọc đường đi thì chỉ có dẫm lên thanh đạm là thanh đạm thôi, rất nhiều luôn. Cái loài thanh đạm này phủ kín cả cái đỉnh núi thấp này. Khu vực này thì rậm rạp hơn rồi các bạn ạ. Lên đỉnh núi cao thì địa hình nó sẽ rậm hơn là so với đi qua những cái khu vực có những cái tán cây to như thế này. Mệt thật các bạn ạ, chả có cái gì luôn trên một cái ngọn núi cao nữa. Trên này là một cái không gian mà nó không có cây cối gì, trên đỉnh núi mà, trên đỉnh chóp cao nhất đấy các bạn ạ. Nắng và gió thôi. Mình sẽ leo lên cái khối đá cao nhất ở đây. Wow, gió rất mạnh các bạn ạ. Nãy mình đi từ tít bên kia sang kìa các bạn kìa, từ cái đỉnh núi bên kia kìa. Đấy, đi từ tít cái đỉnh núi bên kia đi dọc theo cái địa hình này sang đây này các bạn, đi qua cái dãy núi, đi qua cái đỉnh núi kia. Đấy, nó đi một vòng. Ôi không biết đâu mà kể, mệt. Chả có cái loại lan gì, chỉ có cái ngọn núi thấp thấp kia thì có lan thôi, chỉ có mấy cái loại thanh đạm, long nhãn, văn đa cái thứ ở dưới cái ngọn núi thấp kia, còn lên trên này thì chỉ có gió thôi, nắng và gió thôi. Ở đây thì nói chung là nó cũng khá cao so với mặt bằng cái ngọn núi ở đây ấy các bạn ạ. Có thể quan sát được rất là rộng, toàn là rừng là núi thôi, mà lan thì không có mấy các bạn ạ. Khu vực này núi rừng thì nhiều thì đẹp, nhưng mà lan lọng thì rất là ít. Mình đi từ tít ngoài kia vào kìa các bạn, đi xe máy từ tít ngoài kia vào rồi là không biết là vòng vòng vào đâu, cái lần ở tít ngoài đầu ngoài. Một cái chặng đường tầm lan, những cái chặng đường tầm lan rất là gian nan. Không phải hôm nào cũng có nhiều lan đâu các bạn ạ. Nhiều khi trong những cái hành trình mình đi ấy, là chả có gặp gỡ được cái loài lan nào để quay video cho các bạn. Đi rồi lại về không. Hôm nay thì may qua cái ngọn núi đấy có mấy cái loại lan thường thường ấy, quay cho các bạn xem thôi. Chủ yếu là cho bạn xem cái không gian mình đang đứng thôi, chứ còn lan lọng thì không có nhiều rồi các bạn ạ. Ở dưới này còn có một cái lân quýt này các bạn này, mà lọt ở giữa rừng luôn các bạn nhé. Công nhận là cũng phải có một cái sự kiên trì vất vả trồng chăm sóc những cái cây quýt ở trong này, rồi đến mùa thu hoạch các bạn ạ, họ gánh lên cái khe núi này các bạn này, rồi đi ra ngoài kia, đi mãi ra ngoài kia không biết đến đâu thì mới có đường xe máy. Gian nan lắm. Làm cái công việc gì cũng vậy thôi các bạn. Nông thôn miền núi cuộc sống nó gian nan lắm. Các bạn cứ bảo mọi người có những cái lân quýt được nhiều tiền lắm. Công sức cả đấy các bạn ạ. Gánh quýt để chăm sóc, nào là phun phóng các thứ, rồi là gánh cả lên trên khe núi này các bạn ạ. Gánh lên dốc các bạn thử tưởng tượng xem, hơn 30 kg gánh lên dốc, đi không còn mệt. Rất là mệt. Hôm nay mình chỉ có những cái gặp gỡ như vậy chia sẻ các bạn theo dõi thôi. Giờ mình sẽ kết thúc cái hành trình ngày hôm nay ở đây. Một cái chuyến đi gian nan nhưng mà không có nhiều những gặp gỡ. Hy vọng là trong những hành trình sau sẽ có nhiều hơn những điều tuyệt vời để chia sẻ với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái chuyến đi sau nhé.